cái ly này muốn ăn lấy ra sao? Chút xíu nữa là đổ lên miệng của người ta rồi. Tao có nói gì đâu. Nãy giờ tao hiền muốn chết luôn mày ăn hiếp hả? Trời ơi, tao là ma, tao ra đây mày không sợ tao là tao quê này đó. Mày cướp ly mì của người ta mày còn nói giọng mẹ đó hả? Rồi sao? Ba mẹ ơi. Bà đánh tôi. Trước giờ có bao giờ bà đánh tôi đâu. Nói giờ có gặp đâu mà đánh. Vậy sao giờ đánh? Tại mày cướp ly mì của con tao. Ly mì của con tao được mua từ tiền từ cha từ mẹ của nó. 12.000 lận đó mày. Con có biết thức ăn đối với con người là giá trị lắm không? Ba mẹ. Tôi đánh bà vì bà không biết dạy con. Để con bà ăn hiếp con tôi. Bà có biết con tôi là hoa hậu đại ca đó không? Hoa hậu gì mà cái mỏ thù lù như cá chùi lu vậy? Mẹ tao nói đánh tao đó. Sao ông đánh tôi? Bởi vì ông không biết dạy vợ. Để vợ ông đánh từ người này tới người khác. Ừ. Anh làm vậy là quá đáng lắm luôn á. Không nói nhiều. Ông nội. Bà ngoại. Anh hai. Chị ba. Ma ông chính. Ma gì sao? Ma bà tám. Ma ba tông.